Hello bán xin kính chào quý vị chào mừng quý vị với cái bản tin muộn về stock market của ngày mai ngày thứ hai thì nói thật với quý vị là tuần này nó sẽ rất là có những cái tin giật gân đó tại vì theo như TA nến thì Vanessa cũng đã xem qua rồi nhưng mà hôm nay thì em không có thời gian để mà làm cái video quay cho quý vị xem cái những cái đường nến và phân tích cho quý vị nghe được cho nên là em chỉ phân tích qua cái news có quý vị thôi thì Vanessa sẽ chia sẻ cho quý vị hai ba phút thôi bây giờ muộn quá rồi mà còn chưa có đi tắm rửa gì đó cả nhà ơi giờ mới dọn dẹp xong đó thì lên nói qua cái video video ngắn gọn này thì có cái mã ngày mai Vanessa sẽ chơi và sẽ cố gắng làm một cái video option của ngày mai cho quý vị được coi chi tiết để xem quý vị biết là chơi như thế nào, chọn cái style như thế nào để khỏi bị mất tiền và đón cái 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 cái, cái volume như thế nào để mà tránh bị ao uh, quá quá bị uh, hố hoặc là tránh bị ao mà mình uh, bị mất tiền có nghĩa là ao xong rồi mà uh, lát nữa nó lên hoặc là bây giờ không ao tí nữa nó xuống sẽ mất tiền đó thì sẽ phải tính như thế nào thì em sẽ cho quý vị coi cái video của ngày mai đó thì hôm nay ván xả sẽ uh, sẽ chỉ đưa ra cho quý vị năm cái mã mà ngày mai em chơi thôi AMC thì để long thơm rồi không có nói đến nữa thì cứ chờ thôi AMC thì rất nhiều người phân tích theo cái nến ta thì nó sẽ chưa có lên được nó vẫn còn uh, downtrend trend nhưng mà theo như cái phân tích tin tức của Vanessa đã cập nhật thì nó sẽ là up trend quý vị nha có thể là tuần này nó sẽ lên đó quý vị còn lại là năm cái mã mà Vanessa đang chơi đó là Tesla này uh, afirm này uh, đi ra kia, Pfizer, Tesla này, Moderna này, uh, Merlin cũng có trong danh sách luôn luôn này, rồi Sava này, đó. Đây em sẽ bấm từng mã một của em ngày mai em chơi cho quý vị coi em chơi cả option luôn nha, Sava này, rồi uh, Pfizer cũng đã mua một ít rồi, thành ra ngày mai nó sẽ chỉ là xem xem nó có ok không thì mình ao thôi, tại vì Pfizer nhiều tin tốt quá. Hôm nay có cả tin gút cho vaccine của trẻ em nữa, đó, test là là ngày mai cũng trong danh sách luôn, test là thì tin tốt rất là nhiều, hồng kông, trung quốc cập nhật cái số lượng xe rất là ok và trung quốc đã chính thức chấp nhận test là trở lại đó quý vị ơi, tại vì trước kia là họ có những cái uh, những cái đi, những cái gọi là những cái cấm đó, đây là news quý vị bấm vào cái news chữ new này thì nó có cái tin tức rất nhiều về bên phía của uh, trung quốc nha, đó, china nha say Tesla là will continue to expand investment there đó đấy là cái tin cách đây có 2 giờ thôi 3 giờ thôi và mấy cái tin cách đây 9 giờ nữa đó là test là quý vị nha nên test là ngày mai em sẽ có thể em quay test là cho quý vị coi coi Modona thì cũng vậy nha tại vì nó sẽ dồn để nó lên dần để nó cho kịp cái tiến độ ân earning quý đó và vaccine thì đang lan toàn lên toàn bộ hành tinh rồi thành ra là mấy cái mã vaccine thì quý vị nên không có lo nha có thể chây được thì Moderna nữa là cũng trong danh sách vanessa chơi này pfizer thì có rồi thành ra là ngày mai sẽ chỉ chờ để ao thôi sava thì cũng chưa có sẽ tiếp tục sava tại vì sava thì vanessa hôm trước đã ăn đã ao hết rồi và ngày mai sẽ vẫn tiếp tục chơi trên con sava này để xem volume nó như thế nào thì mới biết để vào ra đó tại vì cái tuần của tuần tới là rất nhiều diễn biến A firm thì có cái diễn biến thay đổi lớn nhất đó là quân Mart tại vì quân đã thay đã đã trên đã gạt cái thằng uh, buy now pay later ra và một cái 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 mã một cái app rất là nổi tiếng đó và thay vào đó là quân đã chọn A firm thành ra là A firm bây giờ coi như là một cái uh, cái đỉnh điểm phải nói là nếu mà quý vị nào mà lo sợ đó thì cứ nhìn cái đường nến và sợ rằng nó sẽ đến cái đỉnh cao rồi là chưa phải đâu quý vị nha cái đường nến như vậy thì nhiều khi TA thật tuần vừa rồi TA sai bét nhà nó có đúng đâu nhiều khi nó bị sai đó nha quý vị TA không phải lúc nào cũng đúng 100% đâu tại vì phải cộng thêm vào tin tức nữa và ở firm nó đang có cái tin tức rất là gút nữa thành ra là bà xà vẫn quyết định là vẫn sẽ ngày mai sẽ để ý về firm và có thể là vào option đó quý vị thì nó bay lên thì mình sẽ bán ra Đó thì uh, Còn một mã nữa Đó là mã mà quý vị sẽ khá là giật mình Đó chính là Merlin nha Cái con mà đã giết hại bao nhiêu người rồi Và con này còn nằm nằm trong cái top meme, meme stock đó Và bây giờ nó bay lên như vậy Thì liệu nó có bay tiếp được nữa hay không Tại vì dưới 5 đồng là đều thuộc vào meme stock rồi Thì con này nó cũng vừa mới ngóc khỏi Khỏi cái ngưỡng qua 5 đồng thôi Đó thì Ờ, tại vì cái tin tức của cái lần này nó rất là tốt và cái lượng volume cũng như là uh, short sale rồi nói chung là tất cả những cái xung quanh cái cái mã này nó đều mà nó đều có thể nhìn được ra là nó đang ở trong cái đà là thăm thăm đó quý vị. Đó thì chúng ta sẽ chờ xem nếu như quý vị nào còn hâu với cái giá đu đỉnh thì em nghĩ là đu đỉnh chắc cũng không còn ai nữa rồi Tại vì bây giờ hiện tại nó đã là 10 đồng 34 rồi Hôm trước mọi người đu đỉnh 9 đồng Hơn 9 đồng thì cũng có thể là thoát ra được rồi Đó thì bây giờ Vanessa uh, Hy vọng là nó sẽ lên theo đúng như cái dự đoán là 40 đâu quý vị Nếu mà nó lên 40 chắc khối người dầu uh, ủ, ủ luôn Thì để chờ xem quý vị nha Chứ TA thì không có cho biết là nó sẽ lên đâu Nhưng mà theo như news, tin tức Tại vì nhiều khi tin tức nó ngược với cái đường nến lắm quý vị ơi Thành ra là chúng ta chưa biết được để xem đợt này là tin tức thắng hay là TA thắng nha đó, thì đấy là những cái mã và đặc biệt Vanessa chú trọng mấy cái mã của EV Tại vì Tesla nó là cái con cầm đầu trong mã EV rồi Mà nó đã lên thì tất cả những cái mã EV đều được ảnh hưởng đi theo Vậy thì những cái mã EV này là gì? Lucid này, đó, Lucid này là cũng có khả năng này bám theo này Rồi uh, uh, Nikola này, rồi uh, uh, Workhorse này, đó rồi Neo này đấy mấy cái mã gọi là ăn theo EV nha quý vị nha thì đấy là những cái thông tin mà hôm nay Vanessa muốn chia sẻ cho quý vị còn cái mã mà rất nhiều người cũng hỏi Vanessa đó là cái mã rồi đó thì hôm trước nhiều người đã còn đu đến tận 15, 16 rồi cơ không biết là đã thoát được ra chưa thì nếu chưa thoát ra được thì thôi đành phải chờ cho nó phăm được lần lần này nữa lên tại vì cái này volume của nó cái 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 um, người ta dùng cái từ gì nhỉ volume ờ không phải là ờ đúng rồi volume nó nó cao ở trong thốt luôn đó quý vị đó thành ra là ờ, ai mà đã bị đu đỉnh thì cố, cố gắng chờ đợi chút xíu nha còn lại là nó còn đang rất nhiều diễn biến cái này thì em chưa có coi kỹ được tại vì không có thời gian đó quý vị đó thì thôi vanessa hôm nay cũng chỉ lên để chia sẻ cho quý vị những cái mã của ngày mai và dự báo một cái thị trường Uh, chứng khoán sẽ quay trở về với chúng ta ít nhất là có thể là đến uh, nếu như mà cái gói cứu trợ nó thông qua đó thì nó sẽ đến đầu tháng 11 luôn quý vị nha. Thế còn nếu như gói cứu trợ mà nó không thông qua được thì chúng ta lại gặp phải một số những cái chắc trở tiếp theo. Thì để xem xem là cái mã nào ảnh hưởng của gói cứu trợ, mã nào không thì mấy hôm nữa. Thứ hai này sẽ là ngày mai sẽ là ngày rất là quan trọng thì em sẽ cập nhật nha. Có thể là ngày mai mà có thông tin gút về gói cứu trợ cái thì lập tức cái thị trường chứng khoán nó sẽ thay đổi đó quý vị những cái mã nào mà có liên quan nó bay vù vù luôn đó trong đó có cái mã clean năng lượng sạch này là cái mã em đã chia sẻ riêng một cái video đó UEC này đó rồi cái mã à còn một cái mã nữa và sà cũng đề xuất cho quý vị đó là cái mã divac này nó là cái mã củng cố divide cho vaccine đó thì có khả năng là nó sẽ bay quý vị nha cái này nó không có bay nhiều nó chỉ là bay vài giá thôi nhưng tại vì cái xe của nó cũng rất là rẻ thì mình cũng vẫn có thể mua thêm để mà hầu long thơm được tại vì cái này nó sẽ đi cùng với vaccine và toàn bộ không phải chỉ có vaccine của covid 19 đâu tại vì nó là những cái product divide đó của tất cả các cái loại heo luôn thành ra là nó có thể long thơm được đó quý vị đó ok và xin dừng cái video tại đây nha hy vọng là cái tuần tới là sẽ là cái tuần lấy lại tiền cho quý vị và gặt hái nhiều thành công cho quý vị còn nhiều mã lắm quý vị ơi mà không có thời gian để mà chia sẻ cho mọi người hẹn gặp lại quý vị trong những cái thông tin tiếp theo chúc cả nhà mình may mắn trong cái ngày mai nha quý vị nha bye bye hẹn gặp lại quý vị